Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 111-112 của Bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp Hóa Thu Tiên. Người đọc Cẩm Giang, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta cùng đến với chương 551, Phóng Hỏa. Tặng tiền cho ngươi. Người thanh niên đeo khẩu trang mở khóa chiếc cặp trên tay, sau đó ném xuống trước mặt Nghiêm Văn Bân. Những sấp tiền giấy rơi ra khỏi cặp sách khiến Nghiêm Văn Bân trợn tròn mắt. Biểu cảm thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Sau đó Nghiêm Văn Bân bình tĩnh trở lại. Hắn chợt nhận ra làm gì có miếng bánh từ trên trời rơi xuống dễ dàng như thế. Các ngươi muốn ta làm gì? Xem ra ngươi khá thông minh đấy. Chẳng trách có thể làm chủ quản nhà máy của công ty Kiến Hành Quân. So Sành khẽ cười, quan sát xung quanh rồi nói: ở đây có 100 vạn, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc, ta sẽ đưa ngươi thêm 300 vạn. 400 vạn, Nghiêm Văn Bân có chút rụt rịch. Nghĩ cho kỹ nhé, với mức lương như hiện tại, ngươi sẽ mất bao nhiêu năm mới tích lũy được 400 vạn. Tuy nhiên, ngươi có thể có được số tiền đó ngay lập tức nếu ngươi giúp bọn ta một việc. Sói Xanh nói, việc gì vậy? Nghiêm Văn Bân hỏi với ánh mắt lấp lánh. Sâu trong đáy mắt của người thanh niên hiện lên một tia giễu cợt. Phóng hỏa, các ngươi muốn đối phó với công ty Kiến Hành Quân à? Nghiêm Văn Bân chợt tỉnh ngộ, hắn ta tuy ham cờ bạc nhưng cũng không phải kiến ngốc. Những người này đang chắc chắn là muốn nhắm đến công ty Kiến Hành Quân. Thông minh phết, ta thích hợp tác với những kẻ thông minh. Người thanh niên nói, ngoài chuyện này ra, giữa chúng ta chắc chắn còn có cơ hội hợp tác khác trong tương lai. Ngươi muốn làm không? Nhưng nhà máy được lắp đặt hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo. Nếu ta phóng hỏa thì chắc chắn sẽ bị camera phát hiện. Ai nói với ngươi là ở nhà máy chứ? Ta muốn ngươi phóng hỏa ở ký túc xá nhân viên. Nghe thấy giọng nói bình thản của thanh niên, cơ thể Nghiêm Văn Bân đông cứng lại, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn không kiểm soát. Phóng hỏa trong ký túc xá nhân viên ư? Bọn hắn đang muốn giết người sao? Sao cơ? Không dám à? Không có gan thì làm sao kiếm được nhiều tiền đây? Công ty Kiến Hành Quân kiếm được lắm tiền như thế, nhưng cũng chẳng cho ngươi được bao nhiêu nhỉ? Đáng thương quá chừng. Người thanh niên giễu cợt Nghiêm Văn Bân một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt số tiền trên mặt đất rồi bỏ vào cặp. Nhìn thấy từng cọc tiền bị lấy lại, Nghiêm Văn Bân nuốt nước bọt, ánh mắt rơi vào trạng thái mất ổn định. Nếu ngươi không muốn hợp tác, vậy thì ta sẽ đi tìm người khác. Người thanh niên cầm cặp sách lên, xoay người rời đi. Chờ đã, ta chỉ cần phóng hỏa là sẽ có thêm 400 vạn thật sao? Nghiêm Văn Bân nghiến răng, vội vàng gọi người thanh niên lại. Muốn hợp tác rồi sao? Người thanh niên dừng lại, 400 vạn không thiếu một xu. Ta muốn lấy tiền trước, tiền mặt, Nghiêm Văn Bân nói. Ôi, thông minh đấy, vậy có sao ta lại phải tin tưởng ngươi? Biết đâu ngươi cầm tiền rồi bỏ trốn thì sao? Người thanh niên châm biếm. Ngươi có thấy ông chủ nào trả tiền cho nhân viên trước rồi mới để hắn làm việc chưa? Vậy nếu ngươi không đưa cho ta 3 triệu còn lại, ta cũng không có cách nào tìm được ngươi. Nghiêm Văn Bân nói, không tin tưởng lẫn nhau thì không cần cách nào tiếp tục. Tạm biệt. Chờ đã, Nghiêm Văn Bân nhìn theo bóng lưng của người thanh niên, nghiến răng nghiến lợi cứu vãn tình hình. Dù sao đi nữa, nếu không trả tiền cho anh Kim trong vòng một tuần thì bản thân hắn sẽ chết, cũng không bằng đánh cược một ván. Ta nhất định làm xong việc được giao. Hy vọng các ngươi sẽ đưa cho ta số tiền còn lại. Lựa chọn đúng đắn lắm đấy. Kể từ giờ, ngươi hãy chờ và thực hiện theo mọi mệnh lệnh của ta. Người của ta cũng sẽ bí mật theo dõi ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng có mà làm loạn. Nếu không sẽ gặp hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có khi còn ghê tởm hơn ngươi tưởng tượng đấy. Vì đứa con gái đang học ở trường tiểu học số 3 Tân Hải của ngươi, ngươi nhất định phải làm tốt nhiệm vụ lần này. Hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi trong tương lai. Và người cũng có cơ hội kiếm thêm rất nhiều tiền. Người thanh niên ném chiếc cặp trên tay cho Nghiêm Văn Bân rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của người thanh niên, Nghiêm Văn Bân cảm thấy như bị lọt vào một cái hố lớn. Hắn ta vừa bối rối vừa muốn thoái lui, nhưng khi nhìn thấy những tờ tiền đó trong cặp, tất cả những cảm xúc đó đều tan biến trong nháy mắt, chỉ còn sót lại lòng tham vô đáy. Ngươi không sợ hắn không giữ chữ tín sao? Khi ngồi lại trong xe, Rose liếc nhìn Nghiêm Văn Bân cầm chiếc cặp rời đi.
sau đó nhìn về phía sói xanh đang ngồi ở ghế lái. Chữ Tín, những người làm cái nghề này như chúng ta đều biết rằng, đối với một con nghiện bạc đang lâm vào hoàn cảnh cùng đường mấy lối, cái gì quan trọng hơn thể bạc hay sao? Ta đã gặp hạng người kiểu vậy nhiều rồi, lòng tham của hắn sẽ buộc hắn phải giữ lấy lời hứa. Hơn nữa, chính chúng ta mới là kẻ không giữ chữ tín. Ta không có ý định đưa cho hắn số tiền còn lại, và lại càng không có hợp tác lần sau. Thôi, mau trở về chuẩn bị hành động đi, cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất. Một người thanh niên vứt mẩu thuốc lá trong tay, khởi động xe rồi tan biến mất trong màn đêm. Chương tiếp theo, 552, bắt đầu hành động. Trước khi nói về kế hoạch, ta muốn nhắc các ngươi rằng nhiệm vụ chính của kế hoạch chim ưng lần này là phải bắt sống mục tiêu và đưa hắn rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta phải hành động hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được giết chết hắn. Sắc mặt của Rose rất nghiêm túc. Còn 5 người đang ngồi quanh chiếc bàn trước mặt cô ta, chơi trò chơi, lau súng, tập tạ, đọc tư liệu. Mỗi người đều làm việc riêng của mình. Có hiểu không? Rose đã quá quen với cảnh này. Từ đầu tới giờ, ngươi đã nói điều này hơn 3 lần rồi. Thanh niên lắm mồm gãi gãi tay, tiếp tục chơi trò chơi của mình. Có thể nói cái gì mới hơn không? Vậy thì chúng ta sẽ bàn về kế hoạch hành động. Rose liếc nhìn thanh niên lắm mồm, bật máy tính trên tay và chiếu trực tiếp lên tường. Trên nó là bản đồ của thành phố Tân Hải, những đường cắt ngang dọc xen kỹ là các tuyến đường của thành phố Tân Hải. Thành phố Tân Hải thuộc địa phận sát bờ biển, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta nhanh chóng đưa mục tiêu rời khỏi Trung Quốc bằng đường thủy. Ta đã liên hệ với cấp trên, sau khi bắt được mục tiêu, chúng ta sẽ có thuyền đến tiếp ứng để đưa hắn ra vùng biển quốc tế với tốc độ nhanh nhất. Chúng ta bắt buộc phải đưa người ra bến cảng sao? Nơi đó có hải quan, lại vừa có kỹ ra người vào đông đúc tấp nập. Mục tiêu của chúng ta lại rất nổi bật, rất dễ bị bại lộ. Ai nói người sẽ đưa tới bến cảng? Khi ta nói hết đã, Rose lạnh lùng nói, chúng ta sẽ đưa hắn tới địa điểm này. Rose chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Đây là một bãi biển nhỏ, người dân địa phương gọi đó là bãi biển Hổ Đầu. Trong khi hành động, cấp trên sẽ sắp xếp những chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn ở đây. Chúng ta chỉ cần đưa Trần Mặc xuống thuyền và rời khỏi thành phố Tân Hải. Chính phủ Trung Quốc muốn tìm Trần Mặc cũng không dễ dàng như vậy nữa. Thanh niên lắm mồm im lặng liếc nhìn vị trí trên bản đồ, cúi đầu tiếp tục chơi mấy trò chơi. Tiếp theo, ta sẽ lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch lần này. Nơi chúng ta hành động là đoạn đường từ bệnh viện này đến căn biệt thự của mục tiêu. Vào buổi sáng, con đường này có khá ít xe cộ qua lại, thuận tiện cho việc di chuyển của chúng ta. Sau khi bắt được mục tiêu, sẽ đưa người đến bãi biển Hổ Đầu ngay tức khắc. Sau khi mục tiêu rời khỏi nhà, tổng cộng sẽ có 4 chiếc xe xuất phát cùng một lúc. Mục tiêu ngồi ở chiếc xe chính giữa, 2 xe bảo vệ trước và sau, và một chiếc xe di chuyển tự do xung quanh. Khi đoàn xe này đi đến ngã tư đường Phượng Hoàng Bắc, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Sói xanh có nhiệm vụ cản trở chiếc xe di chuyển tự do, 2 chiếc xe còn lại thì mèo đen, ngươi có trách nhiệm xử lý chiếc xe phía sau, cản trở nó cũng được, đừng để nó đi theo. Còn đối với chiếc xe hộ tống còn lại, Rose bắt đầu lên kế hoạch. Nơi đây là Trung Quốc, quân số bọn họ thì không nhiều, vì vậy để bắt được Trần Mặc thì bọn họ phải lên kế hoạch đến nơi đến chốn, nếu không thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp phân công công việc, Rose mới dừng lại. Có câu hỏi nào không? Có. Thanh niên lắm mồm lập tức nói. Làm sao ngươi có thể chắc chắn được rằng mục tiêu nhất định sẽ tới bệnh viện này? Bởi vì bệnh viện Phượng Hoàng Bắc gần với nhà máy sản xuất phụ kiện và kho hàng nhất. Nếu nhân viên của công ty kiến hành quân bị thương hay thiệt mạng, thì các quản lý cấp cao nhất định sẽ đến bệnh viện này. Mục tiêu của chúng ta là một ông chủ lớn, hắn sẽ không thể thờ ơ trước mạng người. Rose lạnh lùng nói. Vui phết đấy, ta khá là mong chờ trò chơi này. Thanh niên lắm mồm hiếm lắm mới dừng máy trò chơi trong tay. Khi nào thì bắt đầu hành động đấy? 4 giờ sáng mai. Nghiêm Bân Bân quay người xuống giường, nhìn màn đêm im ắng ngoài cửa sổ mà không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng hắn lại kiểm tra điện thoại, đã đến gần với giờ hẹn rồi. Bên cạnh bàn của hắn ta có một quả bóng nhỏ bằng quả bóng bàn. Đây là một loại bóng xanh đặc biệt. Nghiêm Vân Bân biết mình đã rơi vào một hố sâu. Nếu làm theo
lời tên thanh niên kia, chắc hẳn hắn sẽ bị kết án tử hình sau khi bị phát hiện. Nhưng nếu như không làm, hắn cũng chẳng còn đường nào mà sống sót, không chừng còn có thể liên lụy đến gia đình. Hiện tại hắn đã bắt đầu hơi hối hận, có sao lại đồng ý với đối phương làm những việc này chứ, dám đem tương lai của mình ra đánh cược. Hắn ta đáng ra có thể tự mình cai nghiện cờ bạc, sống kham khổ để tiết kiệm chi tiêu, sau đó vay mượn người khác ít tiền. Cứ đà ấy thì chỉ sau vài tháng, với số tiền lương của mình, hắn ta có thể trả hết nợ nần. Thế nhưng, hắn hiện giờ đã nhận tiền của đối phương rồi, cho nên không thể quay đầu lại. Rừ rừ rừ, đột nhiên tiếng rung của điện thoại di động khiến toàn thân Nghiêm Văn Băng run rẩy. Nhìn thấy một cuộc gọi từ số lạ, Nghiêm Văn Băng nuốt nước bọt và nhấn nút kết nối. Việc gì đến cũng đã đến rồi. Đã đến giờ ra tay rồi. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ điện thoại. Không phải nhận tiền rồi lại không làm chứ? Khi nào ngươi đưa cho ta 300 vạn còn lại? Nghiêm Văn Băng căng thẳng hỏi. Ta đã chuẩn bị xong 300 vạn đó rồi. Sau khi hoàn thành công việc vẫn là chỗ cũ, ta sẽ đưa tiền qua đó cho ngươi. Tất cả đều là tiền mặt. Hành động cẩn thận chút nhé. Chỉ cần không có người phát hiện thì lần sau chúng ta lại có thể hợp tác. Mục tiêu của bọn ta là công ty Kiến Hành Quân. Chỉ cần người hợp tác, tiền dành cho người sẽ không thiếu. Ánh mắt Nghiêm Văn Băng xẹt loạn vài cái, sau một hồi mới vững vàng kiên định. Được. Chương 553, khúc dạo đầu. Chết tiệt, lần sau uống ít nước trước khi đi ngủ thôi nhé. Đổng Đông Huy bật dậy khỏi giường, mở đôi mắt ngái ngủ mò mẫm đi về phía phòng tắm. Cùng với tiếng nước chảy, Đổng Đông Huy cũng thở ra một âm thanh thoải mái. Đột nhiên, một mùi khét lẹt truyền đến đầu mũi, khiến hắn hụt vốn đang ngái ngủ bỗng bừng tỉnh. Từng đợt khói đen từ cửa sổ phòng tắm bay vào, càng ngày càng dày đặc khiến hắn nhíu mày. Vội vàng kéo quần lên ngó ra cửa sổ mà nhìn. Ngọn lửa đó rực kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút từ ký túc xá phía tầng dưới. Sức nóng trong không khí có thể cảm nhận được qua cửa sổ. Cháy rồi! Tiếng gào của người bảo vệ tuần tra tầng dưới đánh thức màn đêm. Một chút ngái ngủ còn lại của Đổng Đông Huy đã biến mất không còn tâm tích trong tiếng gào thét ấy. Hắn chẳng có thời giờ để suy nghĩ nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Cháy rồi! Mau dậy đi! Mau dậy đi, cháy rồi! Đổng Đông Huy hét lên mấy tiếng trong ký túc xá đánh thức tất cả các đồng nghiệp đang say ngủ. Chưa kịp đợi bọn họ phản ứng, hắn bèn lao ra hành lang và trực tiếp bấm vào nút cảnh báo cháy. Đinh đinh đinh! Chuông báo cháy cộng với hồi cảnh báo vang lên khắp cả khu nhà tập thể, đánh thức những người còn lại đang yên giấc. Cháy rồi! Đổng Đông Huy đứng nơi hành lang hét lên mấy tiếng. Bây giờ khói đang bắt đầu dày đặc, bản thân hắn cũng không rõ ngọn lửa lớn đến mức nào. Nhanh đến lối thoát hiểm an toàn, phân luồng đám đông duy trì trật tự, đề phòng ngọn lửa chặn mất lối ra an toàn. Nhìn thấy đồng nghiệp đã tỉnh táo và vội vã chạy ra ngoài, Đổng Đông Huy hét lên, cầm bình cứu hỏa lao thẳng đến cửa cầu thang. Nhanh lên! Ngay khi mấy người ló đầu ra, lập tức cảm nhận được một đợt khí nóng ập đến. Rõ ràng là ngọn lửa không nhỏ, không kịp suy nghĩ nhiều, họ nhanh chóng chạy đến từng lối thoát hiểm an toàn. An Mỹ ở phòng 503 ngất xỉu ở trong phòng, ta không bế cô ấy ra được. Một cô gái hoảng sợ chạy đến nói với Đổng Đông Huy, người đang duy trì trật tự, rồi vội vàng lao vào đám đông đang chạy thoát thân. Chết tiệt, lão ngưu, người duy trì trật tự, nhắc nhở mọi người chú ý cúi người, che miệng và mũi. Đừng quá hoảng sợ mà chen lấn xô đẩy nhau, tránh bị ngã hay dẫm đạp nhau. Đổng Đông Huy xách bình cứu hỏa chạy về phía tầng 5. Cả tòa nhà ký túc xá bắt đầu rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Tiếng kêu khóc, tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng còi cảnh báo và nhiều tiếng thiết gào khác hòa lẫn vào nhau. Hay lắm, bây giờ khúc dạo đầu đã chính thức bắt đầu. Sở Xanh vừa nói vừa nhìn về phía ký túc xá phía xa. Cứ theo kế hoạch mà hành động. Rose đứng bên cạnh khẽ gật đầu, nhấc tay nghe lên nói. Bây giờ bắt đầu kế hoạch, chú ý quan sát, khi mục tiêu ra ngoài thì báo cho bọn ta. Hiểu rồi, hành động giờ này mệt mỏi quá đi, cũng không xem xét thời gian cái gì cả, không để cho người khác ngủ cho trọn một giấc. Thanh niên lắm mồm lại nhảy, liếc nhìn cổng khu biệt thự nơi Trần Mặc đang ở. Rồi tiếp tục chơi trò chơi điện thoại ở Trên Si.
Trần Mạc đang say giấc ngủ thì nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiểu Ngư. Ừ, có chuyện gì vậy? Trần Mạc dương đôi mắt buồn ngủ hỏi. Có chuyện gì gấp sao? Chị Triệu gọi điện đến, có hỏa hoạn xảy ra ở một ký túc xá nhân viên công ty. Tiểu Ngư đưa điện thoại cho Trần Mạc. Hỏa hoạn? Trần Mạc bật dậy, ngồi lên giường, cơn buồn ngủ đã bay đi đâu hết. Chuyện này là thế nào? Trần Mạc trực tiếp nghe điện thoại, nói. Nhà máy ở khu vực Phượng Hoàng Bắc, một đám cháy bùng lên tại ký túc xá nhân viên. Dòng điệu của Triệu Mẫn có chút trang nghiêm, hiện tại đám cháy đã được kiểm soát. Tình hình thế nào? Có ai bị thương không? Vẻ mặt Trần Mạc trở nên nghiêm túc. Theo thống kê thì hiện giờ có 2 người chết và 11 người bị thương. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Sắc mặt Trần Mạc đột nhiên tối sầm lại. Đám cháy bùng lên lúc 4 giờ sáng. Lúc ấy có rất nhiều người đang sụp ngủ say. Cũng may là các nhân viên phát hiện ra sớm và chủ động sơ tán hiện trường. Nếu không thì hậu quả sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. 2 nhân viên bị khói làm cho ngạt thở vì dùng thang máy chạy thoát. Giọng nói của Triệu Mẫn lộ rõ vẻ không vui. Bây giờ ngươi có ở hiện trường vụ cháy không? Không, ta đang ở bệnh viện Phượng Hoàng Bắc. Những người bị thương đã được đưa đến đây. Triệu Mẫn nói. Ta đã gửi cho ngươi video hiện trường vụ cháy, ngươi có thể xem qua. Mặt nữ, mở video. Trong mặt nói. Vừa dứt lời, điện thoại di động 3 chiều hiện lên một tấm màn sáng. Trên đó là hình ảnh các nhân viên cứu hỏa đang chữa cháy. Tại sao lại xảy ra hỏa hoạn? Công tác phòng cháy chữa cháy ở ký túc xá nhân viên được chuẩn bị chưa tốt sao? Trong mặt vô cùng tức giận. Hệ thống giám sát tại nhà máy đã cho thấy các công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đều được thực hiện theo quy chuẩn, thậm chí còn luôn có các cuộc kiểm tra đột xuất về để đề phòng sai sót. Tuy nhiên vụ cháy này có chút kỳ lạ. Ta đã hỏi nhân viên an ninh tuần tra, tất cả mọi người đều nói rằng không hề nghe thấy tiếng cháy nổ. Ban đầu chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ, sau đó bỗng nhiên xuất hiện khói dày cuồn cuộn. Ngọn lửa cũng từ đó mà ngày càng lớn hơn. Dù là sự cố chập điện cũng không thể gây cháy lớn không kiểm soát trong tích tắc như vậy. Ý ngươi là có người cố ý phóng hỏa? Trong mặt lập tức hiểu ý của Triệu Mẫn. Không thể loại trừ khả năng này, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra. Triệu Mẫn nói, dù sao vụ cháy này cũng có chút kỳ lạ. Tình hình những người bị thương thế nào rồi? Trong mặt hỏi. Không quá nghiêm trọng, tất cả đều là những tổn thương do quá trình thoát thân hoặc là bị ngạt khói. Có một người bị bỏng diện tích lớn khá nghiêm trọng, tên là Đổng Đông Huy. Người này vô tình bị thương khi cứu một nhân viên khác. Ngoài ra vết thương của những người khác đều không nghiêm trọng như vậy. Ta sẽ qua đó. Trong mặt xuống giường nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trong mặt mặc quần áo mà Tiểu Ngư đã chuẩn bị sẵn, vội vàng rời khỏi phòng. Ta sẽ đi cùng ngươi đến đó. Tiểu Ngư nắm tay Trần Mạc, bước theo chân hắn rời khỏi biệt thự. Chương 554, chuẩn bị thu lưới. Đến bệnh viện Phượng Hoàng Bắc, sau khi lên xe, Trần Mạc nói với Vương Hải. Vương Hải lập tức gật đầu, nói qua tai nghe một tiếng rồi khởi động xe rời khỏi khu biệt thự. Thanh niên lắm mồm đang chơi trò chơi, ánh mắt đột nhiên đảo một cái. Hắn lập tức cầm kính viễn vọng lên rồi nói, mọi người, mục tiêu đã rời tổ. Nghe thấy tin này, mọi người còn lại đều trở nên kích động và sốc lại tinh thần. Tiếp tục làm theo kế hoạch đầu tiên, Rose nghiêm nghị nói. Được, thanh niên lắm mồm đặt điện thoại trong tay xuống, khởi động xe, chậm rãi đi theo phía sau đoàn xe của Trần Mạc. Lúc này, Trần Mạc không hề biết đây là một âm mưu nhắm vào mình. Hắn đang vừa xem tin tức vừa nói chuyện với Triệu Mẫn. Hiện giờ là 6 giờ sáng, ngay khi sự việc vừa xảy ra, một số đơn vị truyền thông đã đổ xô đến hiện trường để đưa tin trực tiếp về vụ cháy. Suy cho cùng, địa điểm xảy ra hỏa hoạn chính là nhà máy dưới trướng công ty Kiến Hành Quân, một doanh nghiệp luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, cho nên cánh nhà báo không thể không chú ý đến sự kiện lần này. Lúc 4 giờ sáng nay, một đám cháy đã bùng lên tại khu ký túc xá nhân viên của nhà máy Phượng Hoàng Bắc, một đơn vị sản xuất dưới trướng công ty Kiến Hành Quân. Tình hình thương vong vẫn đang được thống kê, nhưng có chất 2 người thiệt mạng và 11 người đã bị thương. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Phượng Hoàng Bắc, là bệnh viện gần khu vực này nhất. Hiện trường đám cháy đã được khống chế, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Theo tin tức từ bệnh viện, Tổng Giám đốc Công ty Kiến Hành Quân là Triệu Mẫn đã tức tốc đến bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương và người thân của họ. Chúng ta là đại diện kênh truyền hình tin tức Trung ương,
Và sau đây là những tin tức mới nhất. Một đám cháy đã xảy ra tại khu vực ký túc xá nhân viên công ty Kiến Hành Quân ở khu nhà máy phường Hoàng Bách, thành phố Tân Hải. Trước mắt đã có 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trong mặt chuyển sang vài kênh truyền thông khác nhau, tất cả đều đang đưa tin liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Khi nhìn thấy người chết được bọc trong túi rồi đưa ra bằng xe cấp cứu, sắc mặt trong mặt trở nên không tốt lắm. Có thể nói đây là vụ tai nạn lớn nhất xảy ra kể từ khi thành lập công ty Kiến Hành Quân đến nay. Tình hình của những người bị thương và gia đình họ bây giờ thế nào? Trong mặt nhìn Triệu Mẫn trong video 3 chiều. Ta vừa nhận được tin các ca phẫu thuật của nhân viên bị bỏng đã thành công. Tình trạng hiện tại của bọn họ đã ổn định. Chúng ta đã thông báo cho gia đình của người đã mất đến. Triệu Mẫn xoa xoa thái dương. Nếu đó là mối nguy tiềm ẩn phát sinh từ chính nhà máy thì ta sẽ không bỏ qua việc truy cứu trách nhiệm của từng người. Nhưng nếu có người cố ý gây ra, ta y rằng chuyện này sẽ càng thêm phiền phức. Có lần một sẽ có lần hai. Vấn đề này, chúng ta nên chờ phía cảnh sát đưa ra câu trả lời rồi thảo luận sau. Số 2 đã tìm thấy chiếc xe mục tiêu. Khi trong mặt đang nói chuyện với Triệu Mẫn, một cặp mắt quan sát đoàn xe cứu bọn họ và lái xe đi qua. Số 2 hành động. Một âm thanh trầm đục, thận trọng phát ra từ tai nghe. Số xanh đáp lại một tiếng, sau đó từ từ khởi động xe, bắt đầu tăng tốc hướng về chiếc xe, lọt hậu phía sau của đoàn xe. Đối phó, phía sau có xe đuổi theo. Người điều khiển xe liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nói, Hách Ưng ngồi ở vị trí phụ lái cũng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hắn khẽ nhíu mày. Mới nãy còn không có chiếc xe nào cả, hình như có gì đó không đúng. Nó xuất hiện khi nào? Theo đuôi từ ngã ba lúc nãy. Người lái xe nói, ngã ba vừa nãy, đây không phải là khu dân cư, thường thì mọi người không có mặt ở đây sớm như vậy. Hách Ưng suy nghĩ một chút rồi nói, đi chậm lại, đừng để hắn đến gần xe của chủ tịch. Sau khi ra lệnh, Hách Ưng nhấc tai nghe và bật lên. Đội trưởng, phía sau có xe đuổi theo, ta lại đi kiểm tra tình hình. Ừ, Vương Hải ngồi ở ghế lái, trên xe của Trần Mạch nhìn lướt qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng đáp, quay đầu lại nói với phụ lái Bạch Trân Châu, chuẩn bị một chút. Bạch Trân Châu nhẹ gật đầu. Nếu đối phương muốn vượt trước, thì đừng để hắn vượt. Cứ chặn lại rồi xem tình hình thế nào. Hắc Ân nhìn chiếc xe đang chuyển làn, sau đó tăng tốc rồi nói. Tốc độ hiện tại của bọn họ đã rất nhanh, nhưng bên kia còn muốn vượt lên, rõ ràng có điều gì đó không ổn, giống như đối phương đang cố ý vậy. Được, người lái xe gật đầu. Nhìn thấy chiếc xe tự do đang giảm tốc độ và ra hiệu dừng lại, khóe miệng sói xanh nhếch lên. Nhưng hắn ta không hề có ý định giảm tốc độ, hắn ta đạp ga và tông thẳng lên. Rầm! Âm thanh va chạm vang lên cùng với tiếng phanh xe dữ dội. Những vệ sĩ trong xe chấn động cả người, vội vàng bảo vệ những người quan trọng. Đối phương tông vào đuôi xe rồi. Người lái xe đạp phanh, ổn định chiếc xe rồi dừng lại. Khống chế hắn! Sau khi xe dừng lại, Hắc Ân lập tức ra lệnh. Hai vệ sĩ ngồi sau lập tức lao ra khỏi xe, chạy ra xe phía sau. Số 2 hoàn thành nhiệm vụ. Số xanh đạp phanh dừng lại, nhìn thấy vệ sĩ đi đến, liền tháo tai nghe ném lên ghế ngồi, mở cửa bước ra ngoài. Đứng trong lùm cây, Rose mỉm cười khi nghe tin từ số xanh. Mọi việc đều đang nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Số 3 và số 4 bắt đầu hành động, dùng mục tiêu vào lưới. Số 1 tăng tốc, chuẩn bị thu lưới. Chương 555, đây là một cuộc tập kích. Đội trưởng, đột nhiên có một chiếc xe đuổi theo chúng ta, nhìn tốc độ kia thì có vẻ là đang muốn vượt lên. Vương Hải đang định liên lạc với Hắc Ân thì giọng nói của vệ sĩ xe phía sau truyền ra ngoài từ tai nghe của hắn ta. Vương Hải vừa nhận được thông tin thì thấy chiếc xe dẫn đầu giảm tốc độ lại, liền không suy nghĩ mà cũng đạp phanh dừng xe. Đội trưởng, có một chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện giữa đường, không cho chúng ta vượt. Giọng nói của A Nam đang ngồi ghế phụ trong xe phía trước vang lên trong tai nghe. Có chuyện không ổn rồi, thông báo cho tất cả mọi người tập trung tinh thần. Vương Hải câu mày. Hắc Ân, tình hình ngươi bên đó thế nào? Bị tông vào đuôi xe. Tai nghe truyền đến tiếng Hắc Ân, đối phương đòi báo cảnh sát, muốn nói lý với chúng ta. Sao lại bị tông vào đuôi xe như vậy? Đối phương nói rằng đang vội đến bệnh viện phường Hoàng Bắc nên muốn vượt chúng ta. Đúng lúc đó thì chúng ta phanh lại nên mới đụng xe, hiện giờ đang đòi báo cảnh sát giải quyết. Chuyện này không ổn,
Ở đây chúng ta đang có hai chiếc xe tải khả nghi. Ngươi khống chế người tài xế đó rồi, đuổi kịp chúng ta mau đi. Hương Hải lập tức nhận ra sự kỳ lạ. Đầu tiên là đám cháy, bây giờ chiếc xe của Hắc Ân đang bị vướng chân. Đằng trước và đằng sau đều có hai chiếc xe tải, hành vi rất lạ. Người đã trải qua những huấn luyện đặc thù như hắn đương nhiên sẽ cảm nhận được điều kỳ quái trong những chuyện này. Làm sao vậy? Trong mặt ở phía sau thấy Vương Hải đang nói chuyện liền hỏi. Xe của Hắc Ân bị đâm vào đuôi rồi. Bây giờ phía trước chúng ta đang có một chiếc xe tải chặn đường. Phía sau thì có một chiếc xe như đang muốn vượt. Ta nghi ngờ vụ cháy này là một âm mưu nhằm vào ông chủ. Vương Hải nghiêm mặt nói. Nhằm vào ta? Chỉ là suy đoán mà thôi. Dùng đám cháy để dẫn ông chủ đến đó. Đây là đường Phượng Hoàng Bắc, là một con đường hai chiều. Chỉ vừa hai chiếc xe ô tô đi ngang nhau. Hiện giờ trước sau chúng ta đều đang bị chặn. Nếu bị tấn công thì sẽ rất phiền phức. Nghe được những lời này, cơ thể Tiểu Ngư vô thức nhích dần về phía trần mặt. Tựa như tìm được sự an toàn thì mới hơi thả lỏng ra. Vương Hải nói xong, sắc mặt trần mặt trở nên trầm trọng. Dù sao thì hắn cũng đã từng trải qua những việc bị mai phục thế này rồi. Ở bên kia, Hắc Ân nhận được mệnh lệnh của Vương Hải thì khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Ánh mắt liếc nhìn quan sát người tài xế trước mắt. Sau khống chế hắn ta, rồi nhanh bắt kịp ông chủ. Anh trai à, ta không gọi cảnh sát nữa được không? Ta đã nói rồi, ta sẽ trả người tiền, ta đang rất vội. Đơn vị anh trai ta xảy ra hỏa hoạn, hắn ta đang bị thương ở trong bệnh viện. Ta cũng đâu có muốn làn xe của ngươi phanh gấp quá đấy chứ. Nghe được Hắc Ân muốn xoát người khống chế, tên tài xế kia vội kinh ngạc sợ hãi. Xảy ra hỏa hoạn? Hắc Ân hơi nheo mắt lại. Đúng vậy, ta sẽ trả tiền cho các ngươi, tông xi là lỗi của ta, các ngươi đừng đánh ta là được, người tài xế lo lắng nói. Hắc Ân liếc mắt nhìn chằm chằm người tài xế trước mắt, không chịu buông tha. Bắt hắn ta lại. Nghe vậy, người tài xế kia liền thay đổi thái độ. Sự sợ hãi khi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Các ngươi dựa vào đâu mà đòi bắt ta? Còn có luật pháp không? Đừng tưởng rằng ta đây sẽ sợ đám lắm tiền như các ngươi. Chuyện tông xe này một nửa trách nhiệm là của các ngươi. Các ngươi mà bắt thì ta sẽ kiện cho các ngươi ngồi tù. Nhìn thấy mấy vệ sĩ đi đến, ánh mắt sói xanh liền lóe lên, bước chân vô thức lùi lại. Người vệ sĩ đi đầu có tính cảnh giác cao hơn, hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Khoảnh khắc tên vệ sĩ kia chạm vào người hắn ta, mắt sói xanh nheo lại. Tay phải túm lấy người vệ sĩ đó, cơ thể lùi lại, luồn ra phía sau rồi khống chế cổ họng người vệ sĩ. Rách! Không chút chần chừ, sói xanh đã vặn gãy cổ tên vệ sĩ kia rồi quay người lại về phía Hắc Ân. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, người vệ sĩ kia không ngờ sói xanh lại đột nhiên phản ứng lại như vậy. Hơn nữa lại còn là một đòn chí mạng chết người. Cho nên đến tận khi chết hắn vẫn không thể tin được. Hắc Ân nhìn thấy sói xanh ra tay quyết đoán thì con người co lại, sắc mặt xa sầm xuống, hơi cúi người giơ tay chặn lại cú đấm ngang hướng về cổ họng của mình của sói xanh. Sau đó tiếp tục lôi người tránh cú lên gối đang nhắm thẳng vào đụng quần của mình. Chết tiệt! Sói xanh nhìn thấy hai chiêu tấn công hiểm hóc của mình đều bị người ta ung dung né tránh thì khẽ biến sắc. Hắn ta không dám kéo dài khoảng cách với Hắc Ân nên liền nghiêng người, tung một cú đấm vào phần eo. Hắn ta phát hiện ra trong người Hắc Ân có một khẩu súng. Nếu không khống chế được Hắc Ân thì từ khoảng cách gần thì hắn ta sẽ không thể rời khỏi đây được. Phim chiếu thì hay lắm, nhưng mà để ní đạn trong khoảng cách gần như vậy thì cho dù là thân thủ tốt đến mấy cũng không thể làm được. Huống hồ đối phương là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của sói xanh là cầm chân Hắc Ân để trì hoãn thêm thời gian. Để tránh bị nghi ngờ nên hắn ta đã không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, sói xanh không ngờ vệ sĩ của Trần Mạch lại cảnh giác hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Kỹ năng vô cùng kinh khủng, đến mức có thể dễ dàng đỡ được hai đòn chí mạng của hắn. Hắc Ân cũng không hề sợ hãi mà đón nhận từng đòn của sói xanh. Hắn là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ bí mật, bao nhiêu chiến trường, đi qua mưa bom bão đạn. Chính vì như vậy nên Vương Hải mới gọi hắn đến đây cùng nhau đảm nhiệm việc bảo vệ cho Trần Mạch. Một thời gian trước, cơ thể đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng của thuốc, cho nên dù là tốc độ, sức lực, mật độ cơ bắp
sức chịu đựng đều tăng lên gấp đôi so với khoảng thời gian đỉnh cao khi trước. Đương nhiên hắn sẽ không ngại việc phải cận chiến với So Sanh, báo với đội trưởng đây là một cuộc tập kích. Chương 556, nhằm vào Trần Mạch. Két, Vương Hải vừa mới nghe được thông tin Hắc Ân ở bên kia báo về, thì đằng sau liền xảy ra một vụ va chạm dữ dội. Sau khi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Vương Hải liền biến sắc. Các phương tiện phía sau đã bắt đầu xảy ra va chạm, đội ngũ an ninh đang cố gắng chặn lại những chiếc xe đang tìm cách tiếp cận xe của Trần Mạch. Đây không phải là tai nạn xe cộ, đối phương đích thị là đang nhắm vào bọn họ. Đây là một cuộc tập kích. Trân Châu, người phụ trách bảo vệ an toàn cho ông chủ và Tiểu Ngư, A Nam phụ trách mở đường phía trước. A Nam đang ngồi ở ghế phụ, nghe được mệnh lệnh của Vương Hải liền rút khẩu súng lục luôn mang theo bên người, mở cửa kính ra và nhắm vào lốp xe. Bang bang bang, bùm bùm. Một chuỗi tiếng súng kèm theo những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lốp xe sau bên phải của chiếc xe tải đang chắn trước mặt lập tức nổ tung, khiến nó trượt đi và lao thẳng vào bụi cây bên đường. Đường thông rồi, tăng tốc lên đây, trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho ông chủ. Sắc mặt Vương Hải lạnh lùng, liếc nhìn hai chiếc xe va chạm nhau ở phía sau, chân đạp ga, gia tăng tốc độ. Trong mặt quay đầu lại nhìn, sắc mặt có chút khó coi, hắn chợt vươn tay, kéo Tiểu Ngư lại gần mình trong vô thức. Ngồi yên, đừng động đậy. Tiểu Ngư cũng nhận ra có điều gì không ổn, trong lòng có chút rối bời. Sau khi cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương trên người Trần Mạch, cô bèn vươn tay ôm lấy hắn. Tâm tình cảm thấy an ổn hơn nhiều. Mau mặc áo chống đạn vào. Trần Mạch lấy áo chống đạn từ hộp đựng đồ ở phía sau, sau đó đưa cho Tiểu Ngư. Ngư mặc đi. Mau mặc vào, ở đây vẫn còn. Trần Mạch tự mình khoác vào cho Tiểu Ngư. Chiếc xe này là xe đặc chế, ngoài trừ lớp bọc bên ngoài có chức năng chống đạn, thì bên trong cũng được trang bị đầy đủ những thứ như áo chống đạn, hộp cứu thương, mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí và các loại vũ khí khác. Mặt nữ, liên hệ với Triệu Bẩn. Được, anh Mặt. Mặt nữ đáp lời, sau đó phát màn hình gọi điện video 3 chiều. Triệu Bẩn đang coi thăm các nhân viên bị thương trong bệnh viện. Trong lúc chờ Trần Mặt đến đây, trận hỏa hoạn ở ký túc xá nhân viên bốc cháy đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Đây là một vụ tai nạn liên quan đến mạng người. Tổng giám đốc là cô cần phải tự mình đứng ra để trấn an lòng người. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên tiếng thông báo. Sau khi nhận ra cuộc gọi của Trần Mặt, Triệu Mẫn liền tránh đi chỗ khác rồi mới nhấc máy. Có chuyện gì vậy? Ta bị máy kỵ là Mặt tấn công trên đường. Đối phương có lẽ đã có âm mưu từ trước. Mau gọi cho cảnh sát khu vực Phượng Hoàng Bắc đến đây. Cái gì? Triệu Mẫn biến sắc không kịp nghĩ nhiều liền. Chạy về phía cục trưởng cục an ninh Phượng Hoàng Bắc là Lý Đống. Chủ tịch, Trần Mặt của chúng ta đang bị tập kích trên đường Phượng Hoàng Bắc. Xin mau phái người đến cứu viện ngay bây giờ. Sau khi nghe được tin tức này, Lý Đống khẽ biến sắc, sau đó lập tức lấy bộ đàm chắc ở bên hông. Ngoài trừ những nhân viên duy trì trật tự, tất cả những người khác mau chóng đến tuyến đường Phượng Hoàng Bắc. Nói xong, ông ta cùng Triệu Mẫn rời khỏi bệnh viện. Bọn họ đều nhận ra trận hỏa hoạn này có lẽ là thủ đoạn nhằm vào Trần Mạch, chứ không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Trần Mạch đang trên đường đến đây thì lại bị tập kích. Nếu như Trần Mạch gặp phải bất trắc gì thì sự nghiệp công danh của ông ta sẽ chấm dứt. Vì 10 người như ông ta thì cũng không quan trọng bằng một người như Trần Mạch. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả các cảnh sát đang ở khu vực phụ cận đường Phượng Hoàng Bắc đều mở còi cảnh sát, khiến cho các phòng viên đang tường thuật trực tiếp xung quanh đều phải hướng nhìn về phía xe cảnh sát rời đi. Tất cả mọi người vẫn còn đang sửng sốt vì sao toàn bộ xe cảnh sát lại rời khỏi bệnh viện. Một vài phóng viên đánh hơi được tin tức lập tức lái xe đi theo. Rose núp trong rừng cây ở phía xa, cô ta đang chờ nghe báo cáo từ đồng bọn. Hiện giờ Trần Mạch đang trong tình thế như con cá nhỏ dưới suối bị bọn họ truy đuổi. Anh chỉ cần chạy vào lưới thì việc bắt giữ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy si Trần Mạch đã xuất hiện trong tầm mắt, Rose liền lộ ra nụ cười. Thu lưới thôi. A Nam đang ngồi ở vị trí phó lái, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng. Những vệ sĩ ngồi ở phía sau và tài xế lái xe ở bên cạnh cũng đang rất căng thẳng. Mọi người mau sốc lại tinh thần, sau đó chú ý xung quanh, liệu có mai phục không? Vệ sĩ của người thường vốn dĩ sẽ không được mang theo súng, nhưng thân phận của Trần Mạch rất đặc thù. Xuất thân của bọn họ cũng là lính giải ngũ, cho nên Lý Thành Di đã cho phép đội ngũ an ninh của Trần Mạch sử dụng một số đặc quyền sau khi được tiêm thuốc phát triển tiềm năng. Đội phó, có một chiếc xe đang lao tới từ phía trước.
Người lái xe bên cạnh đột nhiên lên tiếng. A Nam đương nhiên cũng nhìn thấy một chiếc xe địa hình đang lao về phía bọn họ. Nhìn thấy nụ cười khát máu của người đàn ông lực lưỡng ở trong xe đối diện, A Nam khẽ biến sắc. Hắn ta vội vàng nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, sau đó bóp cò về phía người đàn ông lực lưỡng ngồi trên ghế lái. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của người đàn ông lực lưỡng co lại. Hắn ta vội vàng cúi người xuống, đạp ga tông thẳng chiếc xe vào phía trước. Chương 557: Tiếng súng trong rừng. Nhảy ra khỏi xe, cứ để hắn tông. Nhìn thấy vị sống chết mặt bay của người đàn ông lực lưỡng đó, A Nam có chút biến sắc. Hắn tháo dây an toàn, thuận tay mở cửa rồi nhảy xuống bên vệ đường. Những người vệ sĩ khác thấy tình hình không ổn cũng vội vàng mở cửa nhảy ra theo. Tuy bọn họ có thể đánh lái vào vành đai xanh bên cạnh để tránh va chạm với đối phương, nhưng xe của Trần Mặc là ở phía sau họ không xa. Nếu họ né một bên thì giống như đang mở đường cho chiếc xe này lao thẳng vào Trần Mặc. Vì lý đó, bọn họ bắt buộc phải để cú va chạm này xảy ra. Người đàn ông lực lưỡng nhìn thấy bọn họ nhảy ra khỏi xe, hắn ta bèn nở nụ cười ghê tởm, sau đó vươn tay mở cửa xe rồi nhảy xuống. Rầm! Tiếng xe va chạm khủng bố của hai chiếc xe đã làm rung chuyển cả một buổi sáng bình yên. Chết tiệt! Đội trưởng, còn có một chiếc xe tải nữa phía trước. A Nam vừa ngã xuống vành đai xanh, hắn nhìn về phía sau nơi hai xe va chạm, đồng tử chợt co rút. Đằng sau chiếc xe địa hình, một chiếc xe tải hạng nặng đang lao thẳng về phía bọn họ. Nhìn thấy rồi, Vương Hải đương nhiên quan sát rõ ràng những diễn biến phía trước, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Từ đầu tới cuối, sự việc diễn ra chưa đầy 10 phút. Một loạt hoạt động liên hoàn như vậy chứng tỏ đối phương đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Đầu tiên, bọn họ dùng hỏa hoạn để dụ Trần Mặc đến đường Phượng Hoàng Bách, sau đó dâng lưới phục kích ở nơi đây. Xét theo tình hình, chiếc xe tải hạng nặng này có vẻ như đang muốn tông vào bọn họ. Hắc Ân nhìn xét tên lái xe trị tội trước mặt, biểu cảm vô cùng trầm trọng. Đối phương ra tay rất quả quyết, tất cả các chiêu thức đều nhằm tấn công vào những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người. Mỗi một cú đấm đều khiến đối thủ mất hết khả năng chiến đấu. Phong cách ra đòn như vậy chứng tỏ thân phận đặc vụ được đào tạo chuyên nghiệp của người này. May mắn Hắc Ân đã triệt hạ được hắn ta. Chủ tịch, sắp xảy ra chuyện rồi, mau đi hỗ trợ ngay, Hắc Ân nói với vệ sĩ bên cạnh. Được, hai người bọn họ cũng không kịp xử lý thi thể còn lại, vội vàng lên xe của mình rồi rời đi. Rùm rùm, tiếng gầm của động cơ khiến sắc mặt Hắc Ân biến đổi. Hắn ngoái đầu nhìn ra phía sau, đồng tử lập tức co rút lại. Một chiếc xe tải hạng nặng đang lao về phía bọn họ. Xét theo tốc độ này, xem ra đối phương không có ý định dừng lại. Mau rời khỏi đây. Thấy tình hình không ổn, Hắc Ân vội vàng tránh sang một bên. Rầm rầm, cú va chạm cực mạnh khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Sau khi thấy chiếc xe của bọn họ đã bị tông vào vành đai xanh bên đường, chiếc xe tải hạng nặng kia liền ngông nghênh ngạo mạn phóng đi. Trong xe, thanh niên lắm mồm mang theo tai nghe liếc nhìn gương chiếu hậu và cười xấu xa. Chơi xe đụng cũng không tồi. Lúc đó, Vương Hải nhìn chiếc xe tải hạng nặng đang lao tới, vội vàng bị lái và kéo phanh tay, tạo ra một pha trượt bánh hậu, rồi quay xe, rồi tiếp tục gia tăng tốc độ. Đội trưởng, xe phía sau bị một chiếc xe tải hạng nặng tông vào, xe của bọn ta đã bị phá tan tành rồi, chúng ta đang nghĩ cách để nhanh chóng qua đó. Vương Hải vừa quay đầu xe lại, nghe Hắc Ân báo cáo xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn xung quanh, chủ tịch, người phía trước và phía sau đều bị chặn rồi, đối phương có hai chiếc xe tải hạng nặng ở trong xe không an toàn, chúng ta cần phải xuống xe đi đến khu rừng bên cạnh để chờ hỗ trợ. Ừ, Trần Mặc gật đầu đáp. Nếu đối phương muốn mạng sống của mình thì hắn không thể lao lên đối đầu trực diện được. Ngay lúc này, Trần Mặc không cần dùng não cũng biết vụ hỏa hoạn ký túc xá nhân viên chỉ là mồi nhử để dụ hắn ra ngoài mà thôi. Trân Châu, hãy đưa chủ tịch xuống xe rồi rút vào rừng cây. Đã hiểu. Bà Trân Châu tháo dây an toàn khi xe vừa dừng lại. Cô nhảy xuống xe, thuận tay lấy một chiếc vali, lấy tấm chống đạn bên trong để tạo thành một lá chắn đơn giản để bảo vệ nơi cửa xe. Bảo vệ Tiểu Ngư xuống xe trước. Trần Mặc vỗ lưng Tiểu Ngư rồi mở cửa xe. Ta muốn cùng xuống với ngươi. Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay Trần Mặc, sắc mặt tái mét. Được. Trần Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt tái ngược nhợt của Tiểu Ngư. Cô chỉ là một người bình thường, đương nhiên chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cho nên đang vô cùng sợ hãi. Bất kể là ai đi nữa, nếu bản thân gặp phải chuyện này thì chắc chắn đều sẽ không thể bình tĩnh được.
Đừng lo lắng, không sao đâu. Sau khi động viên Tiểu Ngư một chút, hai người cùng nhau tiến vào rừng cây dưới sự bảo vệ của Bạch Trân Châu. Rầm! Chiếc xe tải hạng nặng phía trước tông vào hai chiếc ô tô rồi lao về phía bên này. Sắc mặt Vương Hải biến đổi, chỉ súng về phía ghế lái. Nhìn thấy khẩu súng trong tay Vương Hải, người đàn ông da trắng ngồi trên ghế lái không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cúi người xuống. Bang bang bang! Cảm nhận được ma sát của viên đạn khi sượt qua đỉnh đầu, sắc mặt người đàn ông da trắng kia trở nên tái nhợt. Trước khi hành động, bọn họ không hề có đủ thông tin về những người vệ sĩ bên người tròn mặt. Không ngờ hắn ta lại có thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Tài thiên xa của người này vô cùng đáng gờm. Nếu vừa rồi chậm một chút thì hắn ta bây giờ có lẽ đã đi gặp Thượng Đế rồi. Không ngờ thời gian cảm thán quá nhiều, người đàn ông da trắng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn đường phía trước, làm chủ tay lái rồi lao thẳng xi về chỗ Vương Hải đang đứng. Rầm! Sau khi cảm nhận được một chấn động cực lớn, chiếc xe tải hạng nặng đã va chạm với chiếc xe của Trần Mạc ngồi. Khi nhìn thấy Trần Mạc đã vào rừng cây, hắn ta cũng không lo mục tiêu bị đâm chết nữa. Giây tiếp theo, người đàn ông da trắng cởi dây an toàn, cầm súng trong tay bắn về phía Vương Hải nhảy ra ngoài. Đoan đoan đoan, phanh phanh. Chương tiếp theo 558, chỉ có thể nhịn xuống. Sau khi bắn ra hai phát súng, người đàn ông da trắng cảm thấy bả vai đau nhói, sắc mặt hắn ta thay đổi, vội vàng thu người lại, vọt sang phía bên kia cửa xe. Chết tiệt, thiện xạ quá chuẩn xác. Người đàn ông da trắng nhìn vết thương trên vai, thở hổn hển nói vào tai nghe. Rồi nhận, người đến chưa? Ôi ha ha, sắp rồi, trò chơi này rất thú vị. Trên đường đến đây, ta phát hiện ra rằng tên khoác lác đáng ghét kia đi gặp Thượng Đế rồi, đúng là đồ tệ hại. Trên chiếc xe tải hạng nặng còn lại, thanh niên lắm mồm đi tai nghe, vẻ mặt hưng phấn, quay đầu nhìn về phía hai chiếc xe phế thải bên đường, trò xe đụng thật là vui. Vô, hình như mèo đen cũng đi gặp quỷ rồi. Đừng có coi thường đối phương, vệ sĩ của Trần Mạc khó đối phó hơn chúng ta nghĩ đấy. Ta đã ăn một phát đạn rồi. Fuck. Người đàn ông da trắng nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn vết thương. Ha ha, ngươi cũng chỉ là dạng tệ hại, trở về tự đâm vào cúc hoa thử xem, có cảm giác như vậy không? Sau khi kết thúc cuộc gọi, gã thanh niên lắm mồm nhanh chóng tăng tốc. Sắc mặt Vương Hải trở nên nghiêm túc. Chưa từng thấy đối phương có súng trường, đây mới là điều phiền phức nhất. A Nam, tình hình chỗ ngươi thế nào? Hỏa lực có chút dữ dội. Trong tay gã đàn ông lực lượng chết thiệt đó có hai khẩu súng trường. Một thành viên trong đội đã bị thương, để người khác vào rừng cây để bảo vệ ông chủ, còn lại thì giữ chân bọn họ. Hình như đối phương không có nhiều người. Vương Hải ra lệnh, những vệ sĩ không bị thương khác cũng nhanh chóng xông vào rừng cây. Lúc này, Trần Mặc đang đứng bên cạnh Bạch Trân Châu, trên tay cũng cầm một khẩu súng, còn Tiểu Ngư bị kẹp giữa hai người. Cô ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Trần Mặc, chỉ có cách này mới có thể giúp cô tìm được một chút cảm giác an toàn. Mặc nữ lái tất cả xe ở nhà đến đây ứng cứu. Trần Mặc cầm điện thoại di động, nói: Được, anh Mặc. Mặc nữ nói. Sau khi dặn dò Mặc nữ, Trần Mặc mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình lặng, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cao sang, càng chưa bao giờ gặp phải biến cố lớn như thế này. Nếu là một người khác, khi gặp phải kiểu tấn công xả súng như thế này, sợ rằng đã khóc lóc sợ hãi rồi. Nhưng nhìn Tiểu Ngư vẫn khá bình tĩnh, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Mặc chạm vào bờ má của Tiểu Ngư. Đừng lo lắng, cảnh sát Phượng Hoàng Bắc hiện đang gấp rút chạy tới, bọn họ sẽ có mặt trong vòng 15 phút. Ngươi hãy kiên trì thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Ừ, Tiểu Ngư nặng nề gật đầu, sự hốt hoảng trong lòng cũng vơi bớt, cô có chút an tâm hơn. Đột nhiên, Tiểu Ngư vô tình liếc mắt nhìn, trên mặt dần hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này, Rose thoải mái nở một nụ cười, khẩu súng trên tay đang nhắm vào lưng Bạch Trân Châu. Ngay khi vừa định bóp cò, nụ cười của Rose đông cứng lại. Tiểu Ngư đã phát hiện ra cô ta, cả hai đã chạm mắt nhau. Cô ta nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Tiểu Ngư. Giây tiếp theo, khóe miệng Rose hơi nhếch lên, nòng súng trong tay cô chuyển hướng. Trong mắt cẩn thận. Nhìn thấy họng súng chuyển hướng qua, Tiểu Ngư không thể suy nghĩ được thêm gì, cũng quên mất nguy hiểm sắp xảy ra, theo bản năng nhào về phía Trong mặt. Bang! Một tiếng súng vang vọng khắp khu rừng. Nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của Tiểu Ngư, Bạch Trân Châu biến sắc, quay đầu bắn thẳng về phía tiếng súng nổ sau lưng.
Sau đó cũng không quan tâm có bắn trúng hay không mà vội vàng dùng tấm chống đạn bảo vệ Trần Mặc sau cái cây lớn. Bạch Trân Châu muốn chạy về phía đó, nhưng lý trí nói với cô ta rằng an toàn của Trần Mặc là điều quan trọng nhất và cô không thể rời khỏi Trần Mặc ngay lúc này. Cô ta không ngờ rằng cuộc phục kích trong rừng cây này mới là nước cờ sau cùng của bọn chúng. Tiểu Ngư, tỉnh lại đi, Tiểu Ngư! Biến cố đột ngột xảy ra, sắc mặt của Trần Mặc thay đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy Tiểu Ngư đang nằm trong vòng tay mình, não bộ hắn như nổ tung, thân thể run rẩy kịch liệt, phong thái luôn luôn ung dung bình tĩnh, lúc này đã mất đi chừng mực và trở nên hoảng loạn. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư! Khụ khụ khụ. Tiểu Ngư trong vòng tay Trần Mặc dường như có thể nghe thấy tiếng gọi, cô ho khan vài tiếng rồi mở mắt. Nhìn thấy Tiểu Ngư tỉnh lại, Trần Mặc suýt chút nữa bật khóc, tâm tình rối bời cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ông xã, ta đâu? Sẽ ổn thôi, sẽ sớm ổn thôi. Trần Mặc nắm lấy bàn tay của Tiểu Ngư, cảm giác giống như đang ôm lấy một con búp bê sứ đã bị mất rồi tìm lại được, sợ rằng chỉ hơi dùng lực nó sẽ vỡ tan. Ông xã, ta sẽ chết sao? Đừng nói bậy, ngươi bị thương ở vai, không phải vết thương chí mạng, chỉ hơi đau một chút mà thôi, lấy được đạn ra là sẽ không sao nữa. Ông xã à, ngươi nói dối ta đúng không? Không nói dối, ta chưa từng nói dối Tiểu Ngư, Trần Mặc cẩn thận nói. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy lửa giận, nhưng người trước mặt hiện giờ mới là quan trọng nhất, cho nên trước mắt chỉ có thể nhìn xuống. Ừ, Tiểu Ngư nở một nụ cười yếu ớt. Nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong rừng, Vương Hải khẽ biến sắc. Hắn ta đã trải qua vô số trận chiến với tâm thế ung dung bình tĩnh lạ thường, và chính vì tâm thế đó đã giúp hắn sống sót trở về sau nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác nhau. Lúc này, hắn ta bắt đầu trở nên hoảng sợ. Nếu Trần Mặc xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ thật thảm khốc. Tuy nhiên, không có người nào có thể so sánh với Trần Mặc. Hắn là người quyết định cho hướng đi trong tương lai của nền khoa học kỹ thuật trong nước. Nếu Trần Mặc xảy ra vấn đề gì, thì đây sẽ là tổn thất lớn cho toàn bộ quốc gia. Với tư cách là đội trưởng, đội vệ sĩ thân cận của Trần Mặc, nếu không thể bảo vệ tốt cho hắn, thì người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là Vương Hải. Hắn ta cũng không ngờ rằng đối phương sẽ phục kích. Trong rừng cây, dường như bọn chúng đã đoán trước được rằng bọn họ sẽ đi vào đó. Chương tiếp theo. Chương 559. Ngoan ngoãn đi theo ta. Trân Châu, trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc Phương Hải đang định lao ra khỏi nơi trú ẩn thì lại bị tiếng súng ép quay trở lại. Có một trận phục kích, Tiểu Ngư đã bị trúng đạn, cô ấy cần được chữa trị càng sớm càng tốt. Sắc mặt của Bạch Trân Châu trở nên nghiêm nghị chưa từng thấy. Đối phương dường như chỉ có một người, tạm thời không chắc chắn liệu có phục kích nào khác không. Bảo vệ cho ông chủ và cô Tiểu Ngư lui ra ngoài. Vương Hải hét vào tai nghi, những người khác mau đi hỗ trợ. Tiểu Ngư bị thương, hắn ta có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Trần Mặc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sự việc sẽ rất rắc rối. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết hiểm họa bên ngoài để ông chủ và Tiểu Ngư có thể an toàn thoát ra. Bang bang bang, cạch. Nghe thấy tiếng súng hết đạn, Vương Hải vui mừng, không chút do dự đứng lên và bắn vào vị trí của người đàn ông da trắng. Fuck. Người đàn ông da trắng vội vàng lui ra sau xe tải. Hắn ta đã được thử nghiệm tài thiện xạ xuất chúng của Vương Hải rồi, và hắn ta không hề muốn nếm trải nó một lần nữa. Mẹ kiếp, hết đạn rồi, rùi nhặn. Khi nào ngươi mới tới vậy? Rose đã ra tay rồi, còn không mau tới thì ngươi chờ đó mà thu xác cho ông đây. Khi nhìn qua gương xe, thấy được Vương Hải đang xông về phía mình, đồng tử của người đàn ông da trắng liền co rút lại. Đừng vội đừng vội, hàng chuyển phát đã đến nơi rồi, vui lòng chú ý nhận hàng. Thanh niên lắm mồm trên chiếc xe tải hạng nặng, nhìn thấy Vương Hải đang lao về phía người đàn ông da trắng thì cười he he. Hắn ta đạp ga lao thẳng về phía vị trí của hai người. Vẻ mặt của Vương Hải cũng hơi thay đổi, hắn ta bắn hai phát về phía ghế lái rồi vội vàng nhảy đi. Rầm rầm, đầu xe của Vương Hải, chiếc xe mà Trần Mặc ngồi đã bị hất văng ra xa 5 mét sau một cú phanh gấp. Hiện trường nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Chết tiệt, rùa nhặn, ngươi muốn giết ta sao? Người đàn ông da trắng từ trên mặt đất đứng dậy, trần mắt nhìn thanh niên lắm mồm. Ngươi nên cảm ơn ông nội vì đã cứu ngươi, tên này rất nguy hiểm, mau giữ chân hắn lại. Rose đã hành động rồi, cô ta đang ra ngoài. Thanh niên lắm mồm ném súng trường,
cho người đàn ông da trắng rồi cùng hắn ta vây giữ Vương Hải thật chặt, không dám hấp tấp manh động. Vương Hải thoát ra khí thế nguy hiểm chưa từng có. Đây là đối thủ lần đầu tiên khiến người đàn ông lực lưỡng có cảm giác như vậy. Nếu như hắn ta không né được hai phát súng vừa rồi của Vương Hải, thì ta y rằng bây giờ hắn ta đã có câu trả lời cho tính mạng của mình rồi. Sau khi tìm lại được chỗ nấp, sắc mặt Vương Hải trở nên vô cùng khó coi. Tâm trạng của hắn lúc này đang cực kỳ lo lắng. Trận chiến vừa rồi vốn dĩ đã sắp kết thúc, vậy mà lại bị một chiếc xe tải hạng nặng đột ngột cắt ngang. Hơn nữa, vì đối phương lại có thêm một người, lại càng thêm phiền phức. Chủ tịch bên kia gặp nguy hiểm, Hắc Ân không thể đến được, A Nam thì không có hồi âm, đám vệ sĩ phía sau cũng không tới được. Tình hình hiện tại có chút nguy hiểm, Vương Hải hắn phải xử lý hai người này để chủ tịch thoát ra ngoài an toàn. Ngoài đường vô cùng náo nhiệt như vậy, trong rừng cũng không hề yên bình. Chủ tịch, chúng ta hãy đưa cô Tiểu Ngư rời khỏi đây trước. Bạch Trân Châu nhận được lệnh của Vương Hải, lập tức nói. Bọn họ hiện tại không thể biết được liệu trong rừng còn có mai phục nào khác hay không. Nhưng đối phương nhất định đã có sự chuẩn bị khi dám bắn bọn họ ở đây. Có thể nói khu vực này nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều. Được, trong mặt bế Tiểu Ngư lên, thần sắc có chút lo lắng. Cô ấy cần được điều trị càng sớm càng tốt. Thật là phiền phức. Nhìn thấy Bạch Trân Châu và Trần Mặc chuẩn bị rời khỏi đi, sắc mặt Rose trở nên lạnh lẽo. Cô ta lấy ra ba quả bom khói cỡ quả bóng bàn từ thắt lưng rồi giật chốt ném về phía Trần Mặc. Làn khói dày đặc bao trùm xung quanh trong chốc lát, tầm nhìn cũng bị hạn chế trong một vùng khói mịt mờ. Sắc mặt Bạch Trân Châu thay đổi, cố gắng bảo vệ Trần Mặc thật sát sao, sau đó không ngừng lui ra phía sau, rời khỏi đám khói này. Đối phương ném bom khói lúc này không phải để chia đi hành tung của bọn chúng, mà có khả năng cao là để hạn chế tầm nhìn của bọn họ. Không chần chừ, Trong Mặt bế Tiểu Ngư và lao ra khỏi làn khói. Bang bang bang. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi đám khói thì tiếng súng lại vang lên sau lưng Bạch Trân Châu. Bạch Trân Châu ngã xuống đất rên rỉ, sắc mặt có vẻ đau đớn, rõ ràng là trúng đạn rồi. Thật là không thể khiến người khác bớt lo được, xem ra thứ đồ chơi này vẫn có chút hữu dụng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Trần Mặc. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một họng súng màu đen đang chỉ vào mình. Người cầm súng là một phụ nữ đang đeo một chiếc kính đặc biệt, khóe miệng nở một nụ cười tươi đẹp. Ta không muốn giết ngươi, hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Người phụ nữ buông kính xuống, nói bằng tiếng Trung rất chuẩn. Bằng không, ta chỉ có thể dùng vũ lực. Mục tiêu của ngươi là ta. Ta có thể đặt cô ấy xuống trước được không? Trần Mặc bế Tiểu Ngư, cố gắng cơn tức giận nuốt trong lòng ngực mình. Hắn biết rằng mình phải nhẫn nhịn. Đối phương đã dày công chuẩn bị một kế hoạch tập kích tỉ mỉ, không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của bọn họ chính là hắn. Nếu như hắn nổi giận thì đối phương rất có thể làm hại đến Tiểu Ngư. Rose liếc nhìn Tiểu Ngư trong vòng tay của Trần Mặc và nói, đây là người yêu bí nhỏ của ngươi sao? Phải, nói là rất dũng cảm. Được thôi, ngoan ngoãn hợp tác là được. Nếu ngươi giở trò, ta sẽ không ngại để người yêu bí nhỏ của ngươi xuống địa ngục đợi ngươi trước đâu. Chương tiếp theo, 560. Lực bất tòng tâm. Người ở đây chờ cứu viện, Trong Mặt nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngư xuống. Nhưng còn ngươi thì sao? Khụ khụ khụ. Nhìn thấy Trong Mặt bị uy hiếp, Tiểu Ngư trở nên hoảng loạn. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ lại càng không còn chút huyết sắc, tựa hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ không sao, Trong Mặt chậm rãi đứng dậy, nói lời an ủi. Bọn chúng không giết ta đâu. Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nước mắt Tiểu Ngư chảy xuống. Đi thôi. Rose đặt tay lên vai Trần Mặc, chậm rãi đi ra khỏi làn khói. Không được di chuyển. Vừa bước ra khỏi làn khói thì có tên hai tên vệ sĩ xông vào rừng cây. Nhìn thấy Rose và Trần Mặc đi ra khỏi đám khói thì mặt bọn họ liền biến sắc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Ha ha, thử xem súng của ta nhanh hơn hay súng của các ngươi nhanh hơn. Rose né ra xa phía sau Trần Mặc, dùng Trần Mặc như một lá chắn đối mặt với hai tên vệ sĩ, nói, ngoan ngoãn nhường đường, nếu không ta không đảm bảo liệu ta có vô tình giết chết ông chủ của các ngươi hay không đâu. Sắc mặt Trần Mặc có chút khó coi, nhìn hai tên vệ sĩ, giọng đều chắc nịch, các ngươi lùi ra. Tiểu Ngư và Trần Châu bị trúng đạn, mau đưa bọn họ đến bệnh viện. Hai người vệ sĩ do dự một chút rồi từ từ bước sang một bên. Nhưng sự chú ý của bọn họ vẫn đổ dồn vào Rose.
Đúng rồi đấy. Rose ấn vào vai Trần Mặc, vô cùng cẩn thận rời khỏi khu rừng. Phía ngoài khu rừng nhỏ, Hương Hải khi biến sắc khi trông thấy Trần Mặc đã bị một người phụ nữ bắt làm con tin. Điều đáng lo ngại nhất là xảy ra rồi, tính mạng của Trần Mặc đã nằm trong tay đối phương. Nếu bọn họ động thủ thì y rằng sẽ ném chuột. Sợ vỡ bình. Mục đích của ngươi là gì? Muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Sắc mặt Hương Hải tối sầm, nói: muốn lấy tiền thì cũng không phải bây giờ. Đừng nghĩ muốn kéo dài thời gian. Bọn ta đã dựng lên một số chướng ngại vật nhỏ trên đường rồi, cảnh sát sẽ không thể đến sớm như vậy đâu. Rose nhếch mép nói, rồi quay lại nhìn tên thanh niên lắm mồm kia. Những tên khác đâu? Tên khót lát và mèo đen thì chết rồi. Tên to đầu thì cũng chẳng thấy hồi âm gì, không chừng cũng bị tiếng về gặp thượng đế rồi. Thanh niên lắm mồm nhún nhún vai nói, đi. Sắc mặt Rose có hơi khó coi. Cái giá phải trả cho lần này dường như lớn hơn cô ta dự tính. Được. Thanh niên lắm mồm vội mở cửa thùng container phía sau xe tải hàng nặng rồi leo vào bên trong. Một lúc sau, một chiếc xe địa hình lao từ thùng container dừng lại trước mặt Rose. Tiếng con xe này cứ như tiếng hổ gầm. Ta cũng muốn tậu một chiếc khi trở về. Vào đi. Rose đã nghi quen với những lời nói lảm nhảm của thanh niên lắm mồm này. Cô ta đẩy Trần Mặc vào trong xe rồi rời khỏi hiện trường. Nhìn thấy ba người đưa Trần Mặc rời đi, sắc mặt Vương Hải u ám trầm ngâm như nước, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Hắc ưng, bên phía ngươi thế nào rồi? Chúng ta đang bị cản lại bởi một chiếc xe qua đường, bây giờ đang chạy về phía bọn ngươi. Trên đường, khuôn mặt của Hắc ưng vô cùng khó coi. Chủ tịch bị kẻ xấu tấn công, như bọn họ không thể nào làm được bất cứ điều gì cứu hắn. Điều này đã khiến Hắc ưng nảy sinh cơn thịnh nộ dữ dội, nhưng hắn không tìm được nơi để phát tiết. Chủ tịch đã bị bắt rồi, đang chạy về phía các ngươi. Đó là một chiếc Land Rover màu đỏ không có biển số. Ông chủ bị bắt cóc. Sắc mặt Hắc ưng hoàn toàn biến đổi. Để ta ngăn cản bọn chúng. Đừng ép chặt quá, kéo đối phương lại lên cơn chó cùng rất dậu. Thế thì ông chủ sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho ông chủ. Được, nhanh lên nhanh lên. Lúc này Triệu Mẫn vô cùng lo lắng, cả người nhấp nhổm như kiến trên chảo nóng. Trong mặt bị tập kích, tình hình hiện tại còn chưa rõ ràng. Cô gọi điện mấy lần cũng không có phản hồi gì khác. Phía cảnh sát thì hành động chậm chạp, khiến cô ấy chẳng thể làm gì ngoài việc thấp thỏm lo lắng. Mỗi một nhịp đồng hồ đều là dày vò đối với cô. Không chỉ là Triệu Bẩn, mà cục trưởng cục cảnh sát ở bên cạnh cũng không khỏi lo lắng. Nếu chẳng may Trần Mặc xảy ra bất trắc trong khu vực quản lý của ông ta, vậy thì đó chính là trách nhiệm của ông. Lý Đống chắc chắn sẽ gặp phải không ít rắc rối. Tăng tốc độ mau. Lý Đống cũng liên tục thúc giục. Viên cảnh sát đạp ga tăng tốc độ trong vô thức, xuyên suốt đoạn đường vừa rồi. Bọn họ gặp không ít chướng ngại vật, thế nên không thể đi nhanh được. Thậm chí trong đoàn xe cảnh sát, dẫn đầu có mấy chiếc xe xẹp lốp liên hoàn. Triệu Mẫn đang vô cùng lo lắng. Tiếng chuông cuộc gọi đột nhiên vang lên, khiến cô ấy bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Triệu Mẫn lập tức nhấn nghe mà không cần nhìn người gọi. Trân mắt. Tổng giám đốc, tôi là Vương Hải. Ông chủ đã bị bắt cóc rồi. Vương Hải nặng nề thông báo. Cái gì? Biết được tin này, sắc mặt Triệu Mẫn lập tức tái nhợt, giọng nói có chút loạn. Bọn xã hội đen đâu? Chạy rồi. Tiểu ngư tiểu thư đã bị trúng đạn. Cô ấy cần được điều trị càng sớm càng tốt. Bùm! Biến cố liên tiếp ập tới khiến Triệu Mẫn cảm thấy não mình như muốn nổ tung. Suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trong mặt bị bắt cóc và tiểu ngư bị bắn, đối với cô mà nói thì hai tin này như sét đánh giữa trời quang. Triệu Mẫn biết tiểu ngư có ý nghĩa như thế nào với Trần Mặc. Nếu như tiểu ngư xảy ra chuyện gì, cho dù Trần Mặc được cứu về, cô cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng chuyện điên rồ nào sẽ xảy ra. Bọn ta sẽ đến sớm thôi, tiểu ngư chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Triệu Mẫn có chút hoảng loạn. Cục trưởng Lý, Trần Mặc bị bọn xã hội đen bắt đi rồi. Ngươi hãy lập tức cho người truy lùng. Sắc mặt Lý Đống biến đổi. Ta lập tức liên hệ với trung đội cảnh sát đặc nhiệm, yêu cầu bọn họ phái trực thăng tới săn lùng đám người xấu, đồng thời yêu cầu ủy ban thành phố phong tỏa toàn bộ các tuyến đường. Và đó là toàn bộ tập 111-112 của bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp Hóa Tu Tiên. Hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube Tạp Hóa Tu Tiên để có thể theo dõi các tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.